Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một sản phẩm bất động sản nữa nha. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư một miếng đất có diện tích là 1.3 nha tất cả anh chị, là 13.000 mét vuông nha tất cả anh chị. Thì lô đất này có mặt tiền là quốc lộ N2 nha tất cả anh chị. Mặt tiền quốc lộ N2 thì cái mặt tiền này là bên hông đây. Đây là con lộ nha. Tẹt ra đây là mặt tiền quốc lộ N2 nha tất cả anh chị. Thì với mặt tiền này là 112 m nha tất cả anh chị. Nó chạy vô một cạnh là 138, một cạnh là 113 m. Thì để một tí nữa em sẽ quét lên không ảnh cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư xem rõ hình dạng lô đất như thế nào luôn nha. Và em xin nhắc lại nha, tất cả anh chị, lô đất ngày hôm nay em giới thiệu là thuộc xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, có mặt tiền quốc lộ N2 lên đến 112 m nha tất cả anh chị. Có điện 3 pha nha, rất thích hợp cho các anh chị nào mua về mình mua chuyển đổi mục đích sử dụng, làm kho xưởng rồi đó thì ok luôn nha tất cả anh chị. Và càng đặc biệt hơn thì với sản phẩm này thì khi các anh chị mua sở hữu thì chủ sẽ tặng luôn cho tất cả anh chị là căn nhà cấp 4 nha tất cả anh chị. Thì trên màn hình các anh chị, đây là căn nhà cấp 4. Thì em chỉ quay sơ sơ thôi nha. Các anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua anh em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cho các anh chị xem đất và gặp được chính chủ nha. Và những sản phẩm bất động sản bên em đều là sản phẩm chính chủ hết nha tất cả anh chị. Thì ai đứng tên đất thì các anh chị sẽ gặp được ngay người đó nha. Và lô đất này cách trung tâm Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An là khoảng 8 km nha tất cả anh chị. Còn cách trung tâm Thủ Thừa, chợ Thủ Thừa theo đường trên bay thì khoảng 20-22 km thôi nha tất cả anh chị. Cách chợ Tân Lập, khu công nghiệp Việt Phát 1.800 hecta là khoảng 9.5 km nha tất cả anh chị. Cách cầu Đức Hòa là khoảng 22 km nha. Còn thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là khoảng 27 km nha tất cả anh chị. Còn đối với các anh chị nào khu vực Sài Gòn mà giáp ranh thị trấn Đức Hòa về xem sở hữu lô đất này thì từ ngay chỗ giáp ranh Sài Gòn thì thị trấn Đức Hòa thì các anh chị chạy về tới đất là khoảng 35 km nha tất cả anh chị. Còn đối với các anh chị khu vực Nguyễn Văn Linh á, nếu các anh chị chạy vòng qua chạy tới đất cũng chẳng chạy cỡ 55-57 km nha tất cả anh chị. Em lấy móc giáp ranh là Nguyễn Văn Linh nha. Lô đất này có hai mặt tiền nha tất cả anh chị, giống như bên hông đây thì các anh chị sẽ có một mặt tiền sông nữa. Thì đối với mặt tiền cạnh bên đây thì có khoảng 25 m nha tất cả anh chị, có khoảng 25 m. Thì lô đất này nó sẽ có hai mặt tiền, một mặt tiền N2 là 112 m và một mặt tiền cạnh bên sông này là khoảng 25 m nữa. Thì rất thích hợp để các anh chị làm kho xưởng đâu đó. Thì với mặt tiền bên hông này các anh chị có thể làm lò sấy hay là các anh chị làm những cái nhà máy vân vân, tùy theo nhu cầu anh chị thôi. Và em sẽ không để cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư đợi lâu, em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này luôn nha. Thì với diện tích là 13.000 m² nha, 13.000 m² thuộc xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, với mặt tiền quốc lộ N2 là 112 m, nhân vô một cạnh là 138 m, một cạnh là 113 m nha. Và có giá bán chính chủ là 11 tỷ nha tất cả anh chị. Có giá bán chính chủ là 11 tỷ. Thì các anh chị nào có cảm thấy sản phẩm này ưng ý, phù hợp với mình thì các anh chị cứ mạnh dạn liên hệ vào số điện thoại 0828367167, gặp em là Quỳnh Thọ nha tất cả anh chị. Và em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị những sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền nè, phù hợp vào hướng và phù hợp vào phong thủy luôn nha. Thì với lô đất này có hai mặt tiền thì ứng với một cái mặt tiền 112 m quốc lộ N2 thì có hướng là hướng bắc nha tất cả anh chị. Một cạnh là 25 m, là có hướng là hướng tây nha. Thì một tí nữa em sẽ quét lên công ảnh thì
anh chị sẽ xem rõ và hiểu được cái hình dạng lô đất như thế nào luôn nha các anh chị. Một sản phẩm như thế này thì rất là đẹp nha, rất là VIP nha, rất là thích hợp cho các anh chị mua để chuyển đổi mục đích sử dụng làm xây kho xưởng đâu đó, lên thổ hoặc chuyển đổi SKC nha các anh chị. Có điện 3 pha luôn nha các anh chị. Em xin nhắc lại nha, đối với các anh chị khu vực Sài Gòn về xem sở hữu lô đất này, nếu các anh chị giáp ranh thị trấn Đức Hòa về tới đất là khoảng 37 km nha, 35-37 km thôi. Còn đối với các anh chị khu vực cánh Nguyễn Văn Linh thì các anh chị chạy vòng xuống thì hơi xa nha. Thì theo vị trí của các anh chị mà em sẽ hướng dẫn một cái con đường đi thuận tiện và cũng như là đơn giản nhất nha các anh chị. Thì khi anh chị mua sở hữu sẽ có hai mặt tiền nha, một mặt tiền là 112m và một mặt tiền là 25m nha, khoảng 25m nha các anh chị. Rồi trên màn hình các anh chị, đây là hình dạng lô đất nha các anh chị. Nói chung là em quét lên công ảnh để mang tính chất tham khảo nha, các anh chị có thể hình dung được cái hình dạng lô đất như thế nào. Thì 112m đó là quốc lộ N2 nha, một cạnh bên hông là 25m là đó là các anh chị sở hữu được mặt sông nha các anh chị. Hình dạng như thế này nha, sản phẩm như thế này thì tùy theo cái nhu cầu các anh chị nha. Rồi trên màn hình các anh chị, đây là hướng bắc, hướng của lô đất nha, hướng của quốc lộ N2 á, là 112m, đó là thuộc hướng bắc. Và một hướng nữa là hướng tây với mặt tiền là 25m, ứng với hướng tây nha các anh chị. Thì các anh chị đang tìm kiếm một sản phẩm bất động sản mua để làm xây các kho xưởng hay là làm lò sấy á, tùy theo nhu cầu anh chị thôi. Mà tìm vào hướng bắc cũng như là hướng tây thì đây là một cái sản phẩm dành cho các anh chị luôn nha. Đây là ngay chỗ vị trí lô đất bung ngang nha các anh chị. Các anh chị nhìn rất là rõ nha, đây là quốc lộ N2 tiếp giáp với con sông nha. Ngay chỗ vị trí chấm màu đỏ là các anh chị sẽ được khoảng là 25m mặt tiền tiếp giáp con sông nha các anh chị. Còn đây là khoảng cách từ vị trí lô đất về tới chợ Tiên Nhân, trung tâm Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An là khoảng 7,98 km nha các anh chị. Còn đây là khoảng cách từ vị trí lô đất về tới chợ Tân Lập, khu công nghiệp Việt Phát, 1.800 hecta là khoảng 9,4-9,5 km nha các anh chị, 9,4-9,5 km. Còn đây là khoảng cách từ vị trí lô đất về tới cầu Đức Hòa nha là khoảng 27 km nha, các anh chị, cầu Đức Hòa là khoảng 22 km nha. Và các anh chị cảm thấy sản phẩm này ưng ý, phù hợp với mình thì các anh chị cứ mạnh dạn liên hệ vào số điện thoại 0828367167 gặp em là Quỳnh Thọ nha các anh chị. Và em sẽ tư vấn cho các anh chị những sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền nè, phù hợp vào hướng và phù hợp vào phong thủy luôn nha. Và hiện tại bên em đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những sản phẩm bất động sản theo cầu. Thì các anh chị nào đang có nhu cầu tìm đất ruộng, đất vườn, đất mặt tiền, đất kho xưởng bãi hay là tìm nhà thì cứ mạnh dạn liên hệ qua bên em. Bên em sẽ cố gắng tìm kiếm những cũng như là đáp ứng những sản phẩm bất động sản phù hợp cho tất cả các anh chị luôn nha. Và mỗi video em đều để mã số video hết nha tất cả anh chị. Các anh chị ưng ý về sản phẩm nào thì nhớ báo qua về mã số video để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán nha tất cả anh chị. Và các anh chị đừng quên bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất về bất động sản. Video đó các anh chị sẽ tìm được những sản phẩm bất động sản thần ý. Chúc cho tất cả anh chị và các bạn, các nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật là đẹp, thật là VIP và với giá tốt nhất thị trường luôn nha. Em cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Và lời cuối cùng xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo. Và xin chào tất cả các anh chị.